Nghệ sĩ Kim Tử Long qua đời vì Covid-19 là sai sự thật Thời gian gần đây, mạng xã hội tràn ngập thông tin chưa được kiểm chứng có nội dung Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long qua đời Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đột ngột qua đời ở tuổi 55 khiến khán giả hoang mang và không biết rõ thật hư ra sao Mới đây khi đến đám tang đưa tiện cố nghệ sĩ ưu tú Thành Kim Huệ thấy các youtuber và người hâm mộ đang đứng ghi hình Kim Tử Long đã tiến đến và nói chuyện với mọi người về sự việc này Nam nghệ sĩ tài danh thẳng thắn những điều mình đưa lên Youtube là phải có thật và phải chính xác, đừng nên làm những điều không đúng với sự thật. Giống như lên Youtube nói rằng Long đã chết, Long không biết ai đưa lên, nhưng làm như vậy là không được. Vì như thế là chuyện tổn thương và cộng đồng mạng cũng sẽ không còn tin tưởng Youtuber đưa tình nữa. Chúc mọi người giữ sức khỏe. Trao đổi với chúng tôi, bà xã Kim Tử Long, nghệ sĩ Trinh Trinh cho biết, cô và gia đình thường xuyên nghe phải thông tin này. Những kẻ tung tin vì muốn mọi người chú ý nên nhật tiết câu view, cố tình gây kích động. Anh Long vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày anh Long tham gia game show, tham gia các hoạt động đã ký kết. Buổi tối nếu có thời gian rảnh, anh phụ tôi bán hàng online. Chúng tôi có một shop ăn vặt online để trang trải cuộc sống và kiếm thêm thu nhập. Theo đó, một số tài khoản muốn giật tiết câu view nên đã chia sẻ các ghép các ảnh cũ nằm viện, thậm chí còn làm giả cả ảnh thờ của nam nghệ sĩ để thu hút người xem. Định hướng thông tin sai lệch. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Cát Phượng cũng bị đồn qua đời sau khi khai trường quán cà phê. Ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh, nghệ sĩ Chí Trung, Công Lý cũng rơi vào trường hợp tương tự. Trước đó, nhiều nguồn tin bị đặt trên mạng xã hội còn khẳng định ca sĩ Phi Nhung thật ra vẫn còn sống. Đám tang chỉ là một chiêu trò qua mắt khán giả và cộng đồng mạng. Chính vì vậy, trong tình hình hiện nay, người đọc cần tỉnh táo tránh những thông tin chưa chính thống. Trời ơi vậy mà tôi xem Youtube có nói anh Kim Tử Long qua đời làm tôi hết hôn, sao lại cứ kiếm tiền bằng sự xúc phạm người khác vậy? Bây giờ tôi không tin tưởng vào Youtube nữa, toàn câu like thôi, là một số bình luận của cư dân mạng. Nghệ sĩ Cải Lương Hồng Loan chia sẻ, tôi mong những người làm Youtube hãy có lương tâm và đạo đức hơn một chút, cố gắng đầu tư nội dung, làm những gì hay mới lạ có ích cho xã hội để khán giả xem, chứ đừng đưa tin giả bị đặt như vậy để kiếm tiền bất chính.